Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn rằng sau khi Ngài ly thế, vào thời kỳ mạt Pháp thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hỏng, diệt vong. Cũng trong thời mạt Pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả đưa chúng sinh làm đường lạc lối, mặc áo người tu mà phá hoại giáo lý của Phật. Con người đa phần cũng không còn tâm pháp để cầu tốt bản thân, từ đó làm đủ mọi chuyện xấu, xã hội bại hoại, thiên tai dịch bệnh khiến con người tiến đến bờ diệt vong. Nhiều người vẫn biết thế và cho rằng thời kỳ đó còn lâu mới đến, không việc gì phải lo lắng. Nhưng những người có tín ngưỡng đều biết rằng ngày đó đã đến từ lâu. Sau video Tinh Hoa chia sẻ dưới đây, mọi người có thể tự mình kiểm chứng. Ma quỷ đội lốt thầy tu, hủy hoại Phật Pháp, nhảy nhót cuồng ngôn. Người được gọi là Phật tử này tên là Yun Sung Ho. Anh ta có thể nhảy giỏi như dancer, đánh nhạc chất như DJ. Và đây là một bữa tiệc nhảy điện tử trong chuỗi triển lãm Phật giáo quốc tế Seoul 2024. Các bài hát được Yun Sung Ho thể hiện đều liên quan đến Phật và Bồ Tát, như Cho em xem Phật với, Em bao nhiêu tuổi rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, Em bao nhiêu tuổi rồi Văn Thù Bồ Tát. Trên sân khấu, anh ta vừa nhảy, vừa hát rap, vừa hô, giơ tay lên nào. Ở dưới thì khán giả hò reo không khác gì một lễ hội nhạc rock. Cũng có một số người trông như nhà sư ở phía dưới nhún nhảy điên cuồng theo điệu nhạc. Lễ hội này được các bạn trẻ MZ nhận xét là vui hơn đi club. Ở đây, khán giả còn được thử phối rap cho kinh Phật. Trở lại lời nói của Đức Phật trong quá khứ, Ngài đã dự báo rằng vào thời mạt Pháp, khi mà tăng nhân tuy cạo trừ râu tóc, thân mặc cà sa, nhưng họ lại phá hủy giới cấm, hành không như Pháp, đều đã là những tỳ kheo giả. Cũng vào lúc Đức Phật còn tại thế, Ma Vương đã từng có lời nguyền như sau. Này ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua ông, vì ông còn trụ ở thế giới này, nên ta không làm gì được ông. Nhưng ông nên biết rằng, sau khi ông diệt độ, sau này các đệ tử của ông, dù là lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, nhưng việc làm thì đều theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ. Số người tu theo đạo của ông, 1.000 người, chưa chắc có một người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Nhưng việc cúng lại và cầu xin thì là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này để đưa người sống trong vật chất do ta cai quản, hầu thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất được. Sau này sẽ có nhiều người đem pháp môn tu trong vật chất, mạo thanh danh tịnh thiền để dụ nhiều người đến nghe, để họ kiếm tiền. Những người này cũng đều là do ta xúi bảo cả. Mọi người hãy nhìn vào xã hội hiện nay, xem những dự ngôn của Đức Phật và những lời nguyền của Ma Vương có đang đói hiện hay không. Rất nhiều giới luật trong Phật giáo Nguyên Thủy đều đã bị sửa đổi. Rất nhiều hòa thượng chia thành các cấp như khoa, sứ, cục, đi làm lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo như làm công tác. Còn có ngày nghỉ, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích, có tiền gửi về nhà, có người cưới vợ dưới quê, mua nhà cửa. Nhìn qua đều sẽ thấy, đó có còn là Phật giáo của Phật Thích Ca hay không? Những hòa thượng ấy có phải thật sự xuất gia hay không? Đó chẳng phải đúng là những tỳ kheo giả mà Đức Phật đã nói đến hay sao? Người có tên Yun Sung Ho phía trên còn đem cả tên của Phật và Bồ Tát vào lời các bài hát
điên cuồng thác loạn nhảy nhót. Người xưa mỗi khi nghĩ đến hay nhắc đến danh xưng của các vị Phật, Bồ Tát thì trong lòng đều dâng lên một tâm thành kính vô hạn. Còn bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra? Năm 2024 hiện đại, kinh Phật bị đem làm nhạc rap, người hát kẻ hò, nhảy nhót cuồng ngôn. Vậy thì thời mạt pháp đã đến hay chưa? Cũng tại Hàn Quốc, giữa năm 2023, báo chí Hàn Quốc rầm rộ đưa tin một nhà sư trẻ tại ngôi chùa tên Hoa Nghiêm, được mệnh danh là đẹp như hoa, đang khiến mạng xã hội tại Hàn Quốc bùng nổ và các tour tham quan chùa kính chủ. Nhân vật này có tên là Byung Jeon. Anh ta có hẳn một tài khoản Instagram với biệt danh là Thầy Tu Hoa, thu hút hơn 23.000 người theo dõi, chủ yếu là giới trẻ. Trên mạng xã hội, Byung Jeon giải thích về biệt danh Thầy Tu Hoa rằng người tu hành là một bông hoa và phải là một bông hoa, là người tỏa ra hương thơm sâu sắc nhất cho người khác. Vì vậy, tôi khao khát được trở thành một bông hoa. Trong chuyến tham quan đến ngôi chùa này, du khách sẽ có một buổi thưởng trà cùng Thầy Tu Hoa Jeon. Nhưng đôi khi phải đặt lịch trước rất lâu mới có cơ hội này. Báo chí Hàn Quốc còn cho biết, ngôi chùa Hoa Nghiêm này còn cho ra mắt và quảng bá một loại bánh mì kẹp chay. Ngôi chùa này đã từng tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút giới trẻ như thi chụp ảnh, thi yoga, chương trình phim nhạc và có kế hoạch sẽ mở rộng thị trường đến Mỹ và Đông Nam Á trong năm 2024. Nói đến tu hành, hẳn trong suy nghĩ của nhiều người đều sẽ liên tưởng đến các ngôi chùa uy nghiêm, thanh tịnh, những chiếc chuông đồng sớm hôm ngân vang để thức tỉnh thế nhân, các nhà sư với phong thái an tĩnh, chuyên tâm tụng kinh, niệm Phật, sớm hôm thiền tu, không giây phút lơ là, chểnh mạng. Thế nhưng, dường như những hình ảnh đó bây giờ không còn nhiều, thậm chí có những nơi hoàn toàn khác xa. Gian díu với vợ của người. Truyền thông Trung Quốc đầu tháng 11 năm 2023 đưa tin, gia đình của một nữ phát thanh viên họ Thái đã thông báo rằng phiên tòa xét xử vụ tống tiền đã được tổ chức tại tòa án quận Danh Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cáo trạng cho thấy, vào tháng 2 năm 2021, nữ phát thanh viên trên có quan hệ gian díu với trụ trì Thích Chiếu Kiệt tại khách sạn. Sau khi chồng cô biết được, anh ta đã để vợ mình lừa Thích Chiếu Kiệt ngoại tình một lần nữa trong khách sạn, đồng thời bí mật quay video để tống tiền. Tháng 2 năm 2023, sau khi bị tống tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ, Thích Chiếu Kiệt lo lắng mình có thể tiếp tục sẽ bị đe dọa nên đã báo cảnh sát. Thông tin dư luận cho thấy, Thích Chiếu Kiệt là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên, trong tay có rất nhiều tiền. Cư dân mạng than thở, đôi khi thực sự thương xót những người đi bái Phật, hương hỏa mà họ bỏ ra, số tiền đáng lẽ được dùng để cứu mạng người khác lại bị hòa thượng lấy đi trồng hoa. Cũng vào cuối năm 2023, ông Ngụy Cương, trụ trì chùa Đức An ở thành phố Thao Nam, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, cũng đã bị kết án chung thân. Ông Ngụy Cương bị tố cáo trục lợi từ nhiều ngôi chùa do ông kiểm soát và còn cưỡng hiếp 14 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ vị thành niên. Sau khi sự việc bại lộ, người dân lúc này mới phát hiện không phải ngẫu nhiên mà ông Ngụy có gan to bằng trời làm ra những chuyện bại hoại như vậy, mà là do ông ta có ô dù chống lưng. Trước khi bị bắt, ông Ngụy đã nhận các quan chức địa phương là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đệ tử như ông Thái Cảnh Thần, cựu phó thị trưởng Thao Nam, ông Trương Văn Cử, cựu cục trưởng Cục Cải cách và Phát triển thành phố Thao Nam. Những quan chức địa phương này đã quỳ xuống và bái lại ông Ngụy Cương trước công chúng, họ còn gọi ông là Gia Gia, một cách xưng hô tôn kính với các vị thần linh. Năm 2022, hai nhân vật tay to mặt bự phía trên đã bị điều tra, sau đó mới đến lượt Ngụy Cương Gia Gia rơi vào vòng nhân quả. Sát nhân 17 năm ẩn mình dưới vỏ bọc tăng nhân. Pháp sư Duy Địch, tên thật là Từ Tâm Liên,
từng rao giảng đạo lý tu hành cho hàng chục nghìn người, nhưng thực chất lại là một tên tội phạm giết người bị truy nã. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó thuộc thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Năm 1994, Từ Tâm Liên cùng 6 người anh em kết nghĩa quyết định rời quê lên phố Hải Nam tìm cơ hội đổi đời. Trước khi lên đường, Liên đã đề nghị ai còn ân oán gì ở quê thì phải giải quyết hết cho xong, tránh ảnh hưởng đến chí hướng làm giàu ở phương xa. Trong đó có một người tên Vương Quân Dân, nói rằng muốn sát hại người bạn học cũ là Từ Mẫn vì oán thù cá nhân. Thế là 6 người còn lại nhất loạt đồng ý, không chút do dự. Sau khi bàn xong kế hoạch, cả nhóm cùng nhau đi mua 7 con dao, để đến khi trời tối sẽ ra tay. Vụ án đã gây rúng động cả thành phố Cửu Giang. Chẳng mấy chốc, 6 tên hung thủ lần lượt sa lưới, trong đó 3 kẻ bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, hung thủ cuối cùng cũng là kẻ chủ mưu, Từ Tâm Liên, lại biến mất không dấu vết. Sau khi biết mình bị truy nã, Liên đã hốt hoảng chạy trốn trong đêm. Y lần mò đến huyện Điềm Sơn, tỉnh An Huy, tìm gặp phương trưởng chùa Tam Tổ. Liên khi ấy không những thay tên đổi họ mà còn đóng vai người tứ cố vô thân, một lòng hướng Phật. Cứ như thế mà thuận lợi được thu nhận. Chỉ nửa năm sau thì chính thức làm lễ cạo tóc xuất gia, lấy pháp hiệu là Duy Địch. Với tư chất thông minh nhạy bén, chỉ trong thời gian ngắn, Liên đã học thuộc hết tất cả các giáo lý và nghi thức cơ bản, tụng niệm kinh trôi chảy, nên rất được lòng phương trượng. Không đến một năm, y đã có một chức vụ nhất định tại chùa. Sau khi ở chùa Tam Tổ được hơn một năm, Liên đột nhiên rời khỏi chùa, bắt đầu lấy danh nghĩa Pháp Sư Duy Địch đi thăm thú chùa chiền khắp nơi. Năm 2000, Liên đi đến Hàng Châu thăm ngôi chùa cổ Tịnh Từ có lịch sử ngàn năm. Tại đây, y bắt đầu làm việc và từng bước lên tới chức giám viện của chùa Tịnh Từ và chùa Hương Tích. Cuộc sống xa hoa bắt đầu từ đây, kéo dài tận 11 năm. Cũng trong thời gian này, danh tiếng Pháp Sư Duy Địch ngày càng vang xa. Duy Địch không những tu tập và rao giảng Phật Pháp mà còn thi đỗ khoa công trình Đại học Kiết Giang, nhận bằng kỹ sư chính quy. Ngoài ra, y còn trở thành nhà thư pháp nổi tiếng. Mỗi bức thư pháp do y viết có mức giá trung bình 50.000 tệ. Bức đắt nhất được đấu giá lên đến 500.000 tệ, tương đương khoảng 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Lại nói, sau khi làm giám viện của chùa Tịnh Từ, đến lúc này thì tiền và quyền đều đã có, nên y đã chẳng kiêng dè gì mà lộ bộ mặt thật. Bề ngoài, Pháp Sư Duy Địch tỏ vẻ là người nho nhã, thư sinh, thường xuyên làm việc thiện, tích cực tham gia hiến máu. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng đời sống riêng tư của Liên lại cực kỳ xa hoa. Y đi xe sang, dùng điện thoại đời mới, ra vào các hội sở đắt tiền, ăn sơn hào hải vị, uống rượu, hút hết thâu đêm. Y còn mở cả phòng tập gym và thường xuyên đánh đập các nhà sư khác trong chùa. Năm 2011, một nhà sư thường xuyên bị Liên bạo hành đã quyết định đi báo cảnh sát. Khi nhìn thấy chứng minh thư của Liên, cảnh sát nhận thấy không phù hợp. Chứng minh thư là thật, nhưng nhìn mặt của Liên thì không phù hợp với tuổi ghi trên đó. Vì vậy, cảnh sát Hàng Châu đã liên hệ với cảnh sát Thiệu Quang và phát hiện đây chính là tên tội phạm bị truy nã đã trốn thoát nhiều năm trước. Biết mọi chuyện đã bại lộ và không thể trốn thoát, Liên chỉ còn cách lẳng lặng chờ cảnh sát đến, tra tay vào còng mà không phản kháng. Ngày 13 tháng 6 năm 2012, y bị tuyên án tử hình. 3 ngày tụng kinh, tối đội tóc giả đi bạc. Sử Ái Văn sinh năm 1967 trong một gia đình nghèo khó thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Dù cuộc sống rất cơ cực, nhưng cô lại có một gương mặt xinh xắn. Sau đó, vì gia đình không đủ điều kiện nên Ái Văn bị bố mẹ cho thôi học. Năm 1993, cô rời khỏi quê hương đến Hồng Kông với mục tiêu tạo dựng tên tuổi cho mình. Tại đây, cô bắt đầu sử dụng nhan sắc để kiếm tiền. Mục tiêu của cô là đàn ông đã có gia đình, vì cô nghĩ họ có đủ kinh tế để lo cho cuộc sống của mình. Mãi đến 7 năm sau, Ái Văn mới nhận được giấy phép cư trú tại Hồng Kông. Việc đầu tiên cô ta làm khi ấy là ly hôn với chồng, sau đó sẵn sàng cho một kế hoạch lớn. Đầu tiên, cô ta đổi tên mới,
từ Sử Ái Văn thành Long Ân Lai, rồi thường xuyên tới lui chùa Bảo Liên ở gần nhà để làm quen. Năm 1999, kỹ năng diễn xuất của cô thật sự khiến Đại sư Sơ Tuệ, trụ trì chùa Bảo Liên cảm động. Vì vậy mà được thu nhận và ban cho pháp danh Thích Trí Định. Bằng nhiều chiêu trò thủ đoạn, Ái Văn dần lấy được lòng tin của trụ trì và được giao thêm nhiều việc quan trọng. Năm 2002, sư phụ Sơ Tuệ viên tịch và nghiễm nhiên Ái Văn đã trở thành trụ trì của ngôi chùa. Nắm quyền hành trong tay, Ái Văn lập tức thay đổi toàn bộ thành viên ban trị sự thành người của mình. Từ sau khi ngôi chùa đổi trụ trì, một nơi vốn yên bình đã trở nên phức tạp và hết sức hỗn loạn. Ban ngày, Ái Văn sống như trụ trì. Ban đêm, cô ta bắt đầu trang điểm lòe loẹt, mặc quần lưới tất, đội tóc giả và sống trong một biệt thự riêng đã xây trước đó. Dựa vào quyền lực trong tay, cô ta liên tục biển thủ tiền nhang đèn của chúng sinh đến cúng dường. 10 phần thì hết 9 phần đã bị cô ta giữ cho riêng mình. Khi không có tiền tiêu xài trác táng, cô ta sẽ đưa người thân vào, giả làm ra bộ dạng đáng thương trước các phương tiện truyền thông để thu hút sự chú ý và kêu gọi gây quỹ sửa chùa. Thế nhưng, giấy không gói được lửa, nữ diễn viên nổi tiếng Ông Tĩnh Tinh, một tín đồ đạo Phật đã dần nhìn ra sơ hở, khi rõ ràng là cô đã quyên góp rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần gặp cô, Ái Văn đều than vãn. Vì thế, Tĩnh Tinh đã thuê thám tử điều tra riêng và cô đã không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Trái ngược hoàn toàn với vẻ tồi tàn của chùa, nữ trụ trì lại có cuộc sống hết sức xa hoa. Điện thoại, máy tính đều là bản cao cấp nhất. Hàng ngày cô ta không tụng kinh niệm Phật mà thường xuyên dẫn đồ đệ ra ngoài ăn uống, dạo phố. Trong thiền phòng thì có đủ loại váy áo, giày da, mỹ phẩm và đồ trang sức xa xỉ. Người ta còn tìm thấy hình ảnh Ái Văn bước ra từ một chiếc siêu xe với gương mặt trang điểm lòe loẹt và bộ tóc giả trên đầu, đang chuẩn bị bước vào một quán bar lớn nhất nhì Hồng Kông. Thậm chí cô ta còn đáp ứng tất cả các nhu cầu của nam giới. Hóa ra, Ái Văn hiếm khi sống trong chùa. Mỗi đêm sẽ có xe sang đưa cô ta về biệt thự. Ngoài việc tìm kiếm nhiều người đàn ông bên ngoài, cô ta vẫn còn một người chồng chính thức và hai nhà sư thường xuyên lui tới. Khi nhìn thấy cảnh này, ông Tĩnh Tinh đã thật sự vô cùng kinh tởm. Cô đã giao bằng chứng cho cảnh sát và dùng sức ảnh hưởng của pháp luật để tổ chức một cuộc họp báo công khai mọi sự thật. Nhiều người có tín ngưỡng đều biết rằng giọt lệ thương cảm tiên tri cho số phận của nhiều chúng sinh thời mạt pháp của Phật Thích Ca 2500 năm trước đang ứng nghiệm. Chiếc điểm để thiền định hàng ngày đang phủ từng lớp bụi trần. Chùa chiền vốn là nơi thanh tịnh, nay lại trở thành nơi giải trí, kinh doanh, mua bán. Người người hô hoáng thuận theo trào lưu mà trượt dài trong dòng tội lỗi. Chân pháp, chân đạo có thể cứu rỗi con người thì lại bị thờ ơ, vu khống và phỉ báng. Chỉ những ai còn giữ được thiện niệm trong tâm thì mới có thể nhận ra được Đức Phật, tìm lại được chính tín, đứng về phía chính nghĩa, có cơ hội được cứu rỗi trong tương lai.